Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn bạn mời một người bạn của mình vào trong tất cả những nhóm mà mình đã tham gia bằng phần mềm F Plus. Đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào tab F Plus Token and Cookie, chọn mục Invite One Friend to Own Group. Ở trong phần danh sách token ở đây, các bạn nhập mỗi dòng một token. Ví dụ, mình có token của hai tài khoản Facebook ở đây, mình sẽ sao chép và dán vào trong mục danh sách này. Các bạn nhớ là mình để mỗi dòng một token, sau đó ấn thêm. Như vậy hai tài khoản Facebook của mình đã được add vào danh sách ở phía dưới. Nếu bạn sử dụng trên 5 nick Facebook thì các bạn nên dùng Dcom và tích vào mục đổi nick và reset Dcom. Sau khi các bạn mời được bạn bè tham gia được một số lượng nhóm nhất định, các bạn ghi số lượng nhóm vào trong ngô trống bên cạnh. Tiếp theo, các bạn nhập UID mà các bạn muốn mời nhóm vào trong mục UID muốn mời vào nhóm. Ví dụ, mình muốn mời UID này vào trong nhóm của mình, mình sẽ sao chép và dán. Nếu bạn nào chưa biết cách lấy UID, các bạn có thể vào trang File My Facebook ID để có thể lấy ID của trang hoặc là page mà mình mong muốn. Nếu số lượng nhóm mà lớn hơn 1.000 thì các bạn tích vào mục tích nếu số lượng nhóm lớn hơn 1.000 và không lát được nhóm. Số token muốn chạy song song các bạn nên để là 4. Thời gian delay cho mỗi lần mời các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để tránh tình trạng bị checkpoint khi mà mình mời. Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn click bắt đầu. Và các bạn nhớ là UID mà các bạn muốn mời phải là bạn bè với token mà các bạn đăng nhập. Như vậy bạn có thể thấy là trong mục trạng thái của mình đã hiện ra trạng thái mời thành công bạn bè của mình vào trong hai group. Các bạn cũng có thể kiểm tra lại vào trong phần nhật ký hoạt động trên Facebook của mình. Mời hoàn tất.